Thưa quý vị, theo đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle, Đức, ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong chuyến công du mà ông mô tả là sứ mệnh hòa bình sau chuyến thăm tới Ukraine và Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Trung Quốc vào sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương. Ông Orbán viết trên mạng xã hội sau khi tới Bắc Kinh, sứ mệnh hòa bình 3.0. Ông Orbán cũng đăng một bức ảnh được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đón tại sân bay. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thủ tướng Orbán sẽ gặp Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình để trao đổi sâu hơn về các vấn đề cùng quan tâm. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã trở nên gần gũi hơn kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Bắc Kinh tự coi mình là một bên trung lập trong cuộc chiến và vẫn duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Moscow, khiến thương mại bùng nổ kể từ năm 2022. Chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Hungary diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ tới Nga và Ukraine vào tuần trước. Ông Orbán, nhà lãnh đạo thân thiện nhất của EU với Moscow, đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào cuối tuần trước về cuộc chiến ở Ukraine. Chuyến đi bị cả Kiev và EU lo ngại, nhưng vì họ cho rằng sẽ làm suy yếu lập trường của khối này về cuộc xung đột. Ông Orbán bắt đầu thực hiện sứ mệnh hòa bình mà ông tự tuyên bố sau khi Hungary đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu vào đầu tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bất ngờ tới Trung Quốc vào sáng nay, ngày 8 tháng 7, sau chuyến thăm tới Nga và Ukraine vào tuần trước. Theo hãng tin RT, ông Orbán tới Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du sứ mệnh hòa bình sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Nhà lãnh đạo Hungary xác nhận ông đã đến Trung Quốc với bức ảnh được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chào đón tại sân bay. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, vào sáng nay ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Orbán viết Sứ mệnh hòa bình 3.0 Bắc Kinh. Trước đó, thông tin về việc nhà lãnh đạo Hungary có thể tới Bắc Kinh lần đầu tiên được cổng thông tin Hungary 444 tiết lộ hôm ngày 7 tháng 7. Cổng thông tin này cho hay, ông Orbán dự kiến đến Trung Quốc vào rạng sáng thứ Hai. Hồi tuần trước, ông Orbán đã tới Kiev và gặp Tổng thống Zelensky nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine xem xét các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow. Thủ tướng Hungary ngay sau đó còn bất ngờ tới Moscow, mà theo văn phòng của ông Orbán, đây là một phần trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của ông. Hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary đã có các cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Orbán thừa nhận Moscow và Kiev vẫn còn nhiều bất đồng và Tổng thống Zelensky không thực sự thích các đề xuất của ông. Chuyến thăm bất ngờ của ông Orbán tới Nga đã vấp phải sự chỉ trích của Kiev và các nhà lãnh đạo EU. Song, Thủ tướng Hungary tuyên bố một trong những bước quan trọng nhất để chấm dứt xung đột là thiết lập liên lạc và ông không yêu cầu EU ủy quyền để thúc đẩy hòa bình. Hungary hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU và là một trong số ít thành viên trong khối cùng với nước láng giềng Slovakia duy trì tính trung lập và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Hungary cảnh báo nguy cơ tự diệt vong của NATO. Mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khuyên cáo các bước leo thang can dự của NATO và cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, gây ra hậu quả thảm khốc. Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Newsweek hôm ngày 6 tháng 7, ông Orbán đã đề cập đến các xu hướng mới nhất liên quan đến tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Hungary là thành viên kể từ năm 1999. Ông Orbán nhấn mạnh sự tham gia tích cực của Hungary vào nhiều hoạt động và sáng kiến của NATO trong những năm qua, cũng như việc nước này tuân thủ mục tiêu của tổ chức về việc chi 2% GDP cho quốc phòng. Nhà lãnh đạo Hungary lưu ý, tổ chức khi đất nước ông mới gia nhập cách đây 25 năm là một dự án hòa bình và một liên minh quân sự để phòng thủ. Tuy nhiên ngày nay, thay vì hòa bình, chương trình nghị sự của NATO là theo đuổi xung đột, thay vì phòng thủ lại là tấn công. Ông Orbán nhận xét. Theo ông Orbán, ngày càng có nhiều tiếng nói trong NATO nhắc đến sự cần thiết hoặc thậm chí là không thể tránh khỏi của các cuộc đối đầu quân sự với các trung tâm quyền lực địa chính trị khác trên thế giới. Người đứng đầu Budapest khuyến cáo thái độ này giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm.
Ông Orbán cũng đề nghị đề cập đến việc một số quốc gia thành viên NATO gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của khối ở Ukraine. Cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố không loại trừ khả năng điều động binh lính Pháp tới Ukraine để trợ giúp Kiev chống lại quân Nga. Mặc dù đề xuất của ông Macron nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ Đức và các thành viên NATO khác, lãnh đạo Điện Élysée tiếp tục lặp lại ý tưởng gây tranh cãi đó trong nhiều dịp khác kể từ đó. Hồi tháng 5, Estonia và nước láng giềng Lithuania báo hiệu sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và phi chiến đấu khác. Ông Orbán, người cực lực phản đối sự can dự của phương Tây và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khuyến cáo nếu NATO không thay đổi cách hành xử như trên ngay bây giờ, đó sẽ là hành động tự diệt vong. Các lãnh đạo NATO và những nước thành viên khác của khối hiện chưa lên tiếng phản hồi trước cảnh báo mới của Thủ tướng Hungary. Theo The Hill, trong ngày 5 tháng 7, nghị sĩ dân chủ Mike Quigley đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng chiến dịch tranh cử và Phó Tổng thống Kamala Harris nên là người thay thế. Đây là một quyết định khó khăn, nhất là sau những gì Tổng thống Biden đã làm cho nước Mỹ. Tổng thống đã tạo lập được di sản của mình và chúng ta đều nợ ông ấy điều đó. Tuy vậy, cách tốt nhất để ông Biden giữ gìn những giá trị này là buông bỏ đúng lúc, ông Quigley chia sẻ. Cũng theo nghị sĩ Quigley, cuộc phỏng vấn của ông Biden với đài ABC mới đây cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về tuổi tác. Với tất cả sự tôn trọng và biết ơn dành cho Tổng thống Biden, chúng ta cần ngăn ông Trump tái đắc cử. Tôi nghĩ bà Harris là ứng viên phù hợp, mong rằng Tổng thống sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng, ông Quigley nói. Trước ông Quigley đã có 3 nghị sĩ dân chủ là Sarah Mountain, Raul Glazava và Lloyd Doggett kêu gọi ông Biden dừng tranh cử sau phiên tranh luận thất vọng. Tôi đại diện cho khu vực, từng được Tổng thống Lyndon Johnson đại diện. Trong những hoàn cảnh rất khác, ông ấy đã đưa ra quyết định rút lui khó khăn. Tôi hy vọng Tổng thống Biden cũng làm vậy, nghị sĩ Doggett cho biết. Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn với đài ABC, Tổng thống Biden khẳng định rằng mình vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ông Biden hứa sẽ tham gia một cuộc tranh luận khác với cựu Tổng thống Trump. Cuộc tranh luận là một khoảnh khắc tồi tệ, không phải là tình trạng nghiêm trọng. Tôi sẽ không dừng tranh cử. Tôi từng đánh bại ông Trump trước đây và đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ Tổng thống nào khác, ông Biden nói.